Tôi quay từ Lộc, hiện tại tôi có mặt tại nơi lăng bà cổ chính và ở đây đang sắp sửa vào bên trong. Và ngày hôm nay thì trời đang mưa. Hôm nay trời rất là bão, rất là gió tại nơi này. Và để tiếp tục buổi trưa nơi lăng bà cổ chính. Và trước mặt tôi thì ngày hôm nay để tiếp tục đi đến đây để cũng như cầu khẩn tiếp theo. Rồi, thì một ngày rất là buồn. Đó. Và ngày mới này thì tôi sẽ tiếp tục cũng như để mà đặt đồ cầu khẩn tiếp theo. Và ngày mai là ngày mới, ngày 21 rồi, 21 rồi. Rồi, thì hôm nay tôi sẽ dọn bớt đi. Ở đây rất là đầy. Một ngày đầy mưa gió đó. Đây, bão bùng đang đến rồi. Rồi, để bữa trưa ở nơi lăng bà cổ chính thì tôi sẽ hôm nay cũng như khấn vái tiếp tục may mắn tiền tài được đỡ. Rồi, một ngày đầy rất là buồn. Và để tiếp tục ngày mới thì tôi sẽ khẩn cầu tiếp theo nơi lăng bà cổ chính này.
Cho nên ở đây thì đó, nếu ai cái lọc ở đây thì tại là ở Nhân Đèn thì cô có lẽ giận giận gì đó thì ngày qua thì đổ hết nè, chiến ly đổ, đổ ngã hết. Để tiếp tục ngày mới thì tôi sẽ vẫn cầu tiếp theo ở nơi lăng bàn cổ chính này, cũng như phù hộ độ trì mọi việc được thành công tốt đẹp tại nơi lăng bàn này, và để lên thiên cũng như ngày mới này sẽ lên thiên tại này. Rồi thì hầu như ở đây đều được may mắn tiền tài và tóc lên thiên, mỗi ngày sẽ mỗi khác đó. Năm ngón tay cũng có ngón ngón tay ngắn tay dài, chẳng phải được điều hết tất cả. Một ngày đầy gió và bão, hôm nay trời đang mưa, mưa gió qua đi đến đây. Cho nên ở đây thì ai có lọc thì tại lễ để phù hộ độ trì cho sự may mắn tiền tài mỗi ngày. Hôm nay trời bão đang đến này, rất là gió luôn. Rồi thì ngày hôm nay cũng có chút bánh ai thái tiền vàng bạc để cầu khẩn tiếp theo nơi lăng bạc của chính, và bà cô đã gửi tới ngay. Thì tiếp tục ngày mới này thì tôi sẽ khẩn cầu phù hộ độ trì mọi việc được thành công tốt đẹp và tiền tài rực rỡ, tật bệnh được tiêu trừ may mắn tại nơi lăng bạc của chính này đó. Và ngày hôm nay có điều gì sẽ xảy ra, và ở đây có nhập sát hay không, và cũng như điều gì xảy ra tại nơi này thì tôi sẽ khẩn cầu tiếp theo. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Ngày hôm nay thì con chúc bánh tái chị dân bạc này để khẩn cầu cũng như mong tắt đèn rồi. Hôm nay thì ở phía ngồi này đèn phía ngồi đây tắt này, phía trong kia thì không tắt. Để tiếp tục khẩn cầu cô chính phù hộ độ trì may mắn tiền tài rực rỡ tại nơi này thì cô đã ngự tại nơi này, thì để khẩn cầu mọi sự thành công tốt đẹp may mắn tiền tài rực rỡ ngày mới này, thì hôm nay ngày 21 rồi thì cô ở đây phù hộ độ trì cho cái sự vạn sự linh thiêng tiền tài đó, vật chất và tật bệnh được tiêu trừ, thì cô phù hộ độ trì tiếp theo ngày mới này. Nam mô A Di Đà Phật, phù hộ độ trì. Nam mô A Di Đà Phật, nhờ thần nguồn thủy sông Hải Đại Đặng Điện Ấn Lai Thí Mộc và Hệ Bế Đại Dương và Vua Thủy Đại Dương Mộc Triều Đại Dương Hệ Xe Thị Phủ, ở đây các cô hai, cô ba, cô tư, cô năm, cô sáu, cô bảy, cô tám, cô chín, thì phù hộ độ trì sự linh thiêng này để đem đến may mắn tiền tài vạn sự bình an tại nơi cổ chính, để phù hộ độ trì cây tài cái lộc may mắn tiền tài đó. Thì ai ai
cũng đều được tiên tài rực rỡ, tộc bệnh được tiêu trừ. Thì ngày hôm nay thì tôi sẽ xin kêu tiếp tục nơi lăng bạc của chính này để phù hộ độ trì sự chính dáng lên thiêu. Tiếp theo thì tôi sẽ đặt tướng ghè này và xin kêu. Tiếp tục thì ở đây sự ngẫu nhiên của ngày hôm nay tại nơi lăng bài cổ chính này để phù hộ độ trì và trứng này sẽ đứng lên và đem đến may mắn tiền tài rực rỡ, mọi sự an lành và tài lộc rực rỡ. Thì ở trong trứng ghê này sẽ nổi lên hiển linh. Hôm nay là sự ngẫu nhiên này 12, bất cứ con số nào sẽ đứng lên và sự xin kèo này sẽ thành hiện thực. 13, hôm nay trời ở đây động gió rất là mạnh luôn. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22, quay trời gió luôn, bão bùng đang kéo đến tại nơi này. 23, 24, 25, 26, 27, quay trời gió. Hai mươi tám đèn tắt rồi. Tiếp tục 29, 30, 31, 32, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38, rất là lâu. Tiếp tục 39, 40, 41,
Rồi. Hiện tại thì trứng đã đứng rồi. Đó. 41 14. 41 14 tại này thì đã cho dựng đứng lên và đã sinh kèo thành hiện thực tại nơi lăng bạc cô chính này. 41 14 thì lập một về số miền Nam miền Trung miền Bắc ở đây. Vào mọi sự an lành, sự linh thiêng và tài lộc tiền tài vật chất tập bệnh được từ từ thể tại nơi này thì cô chính đã nói lên tiếp tục trứng gà này đó cuối cùng cũng đã đứng và trứng ở đây đang đứng nghiêng một bên. Rồi thì tôi sẽ đốt tiền nhận bạc này. Tôi sẽ đốt tiền bạc. Ở đây thì ngày hôm nay thì cô có nhập xét hay không tôi chưa biết. Và để tiếp tục là tôi sẽ đốt tiền nhận bạc này. Rồi sẽ tính xong. Thì ngày hôm nay trứng đã đứng 41 14 tại nơi này. Thì ở đây có lọc trả lời nơi cô chính để phù hộ độ trì tiếp theo. Đó. Có lọc thì trả lời cô để mà vai cái gì thì thành công cái đấy. Còn không trả lời thì cô cũng không biết cái ấy. Thì tôi sẽ đang đốt tiền vàng bạc này. Hôm nay trời đang mưa và rất là gió mạnh thì tôi đang đốt ở đây. Ở đây có cái một luồng gió đang thổi vô tại này. Để chứng giám
đón cậu. Thôi tắt cái. Những người đang khấn niệm sao phù hộ chỗ lúa thì cho tất cả những ai lòng thành cũng như khấn cầu, ta sẽ phù hộ ngay giống đây. Trời đất nhật nguyệt một phần nỗi nhớ là ngày phúc, hôm nay là ngày giá đẹp ta mất cho tất cả ai còn sự tốt lành. Khi kia em gắn vào những con số trên bánh bay báo đó là ngày hôm nay nhật nguyệt và nói trước khi trước gì gắn vào đi đâu bay báo đó tìm bài đó. Ngày hôm nay là ngày của tu bổ ngũ lôi để mà may mắn thì đó là sáu mươi tám à, đó là sáu năm thì may mắn gắn vào khi những gì tất cả bộ nghiệp thành công và thoát hiểm. Mệt mỏi. Trứng bể trời. Ôi, trứng bể nào không hay còn tỏ. Quá trời luôn. Ở đây mà trứng mà trên đây mà dốc. Trên đây dốc nè. Mà sao tại sao trứng mà rớt ngay đây này? Rớt nào không hay luôn. Ở trên đây dốc mà dốc lên trên đổi xuống đây còn. Mà tại sao trứng mà rớt ngược lại chỗ dốc này rồi. Đang chảy ướt hết rồi trời. Ướt nào mà không may rồi. Quá trời. Trứng nổ bành luôn. Đó. Thì lúc trước lúc trước thì cũng có một lần rớt xuống và nổ luôn. Nổ toàn bành luôn. Thì hồi bữa đó lại cũng nổ luôn, nổ lớn luôn. Đó. Thì sẽ ngược lại ngày hôm nay. Thì ở đây sẽ nổ lớn, nổ tàn bành. Quá trời với đất. Trứng mà rớt hồi nào không hay nữa. Rớt ngược lại. Đây, đây là con dốc này. Bên cao và bên thấp. Thì nó rớt. Trứng nó rớt ngược lại bên cao. Tôi sẽ lau chùi cho sạch sẽ này. Quá trời luôn. Thì thiên y vàng bạc thì tôi cũng đã đốt rồi. Ngày hôm nay là ngày đặc biệt là ở ổi luôn. Rồi à, đầy gió và nổi cuồng phong tại này. Thì tôi sẽ tắt đèn và cũng như đi về để xem lại video như thế nào.